tham mùi thay đi tay đỏ và cái tham À, mình lại cần đã ta được chia trộn trộn nhưng mày đi nhà được cái nhà được chẳng nói được mau pi cry đây nè từ ta mau mau tao bị dân cài mày đã cast đai thiệt akasathiet up o hai khơi tha play mua chùm nuôn nâng lệch stay tích tích o hao cha bà khơi tháp cry nè cha để được hình tha rồi đó chỉ chia pliêng chẳng ná cũng được chia mà đó ngày rằng đấy nè bà thay cha nó khơi tha bom phô được trong sự cùng Facebook còn một học hình tha về trang play ná cũng đôi tập play ná sang tập group play tới hỏi cha hai chiếc pliêng khăn người ta cái nhà cha phim khăng mình tên lục sơn cha hai là ta mình đã khai nắng cười tha tia cha hai là nó phim bánh thế ngày mít cả tia cha hai là này cha chẳng mấy tia cho hả sao to con tia con ở từ từ nắng chi ồ nào rồi và tật lệch ở hai nắng cha đi chứ cha hai là phim chẳng khăng ở khom và đà cứ ồ nên tôi phong hay tập tràn một lăng hay cần một tô chỉ luôn ồ nên là lột chặt và đà bà cha chạy chạy hai cha hai hai và chỉ cho mà chạy hai và chẳng tia lớp chạy hai lượt tập như này cha ồ tiếc chẳng đồng chứ nào tôi tớ cô tiếc cho tại là hai ha lớp tập hai và tay con phát ngày ní hạ bay đôi chỉ chấm lại để sau này thì bùng bà bánh cứ ăn miên tia hai lớp tại ngày ní cứ miên miền cha thì chắc cứ tia hai mọi người cha tia hai lớp bà đòi xa một tô con tia thì tôi bà bớt xe chỉ cha tập lịch trong cho cùng nữa ấy đừng à luật của bạn chi bà thôi à quay ra tia cho hai nó bước trong bước trong Facebook cái nhà đây cho nè bà là cặp vòng tay là quay trong Facebook thôi nhẹ bước cô rồi rồi kêu du ra Chà. bà khi tha rụp phim mới khai chạy tê bà chặn đi bà đi khi tha bữa tao đăng pi nhẹ lên Facebook của tha nơi mặt đồng tù cầu bà cứ tha lan trên bạc cụt mà Chà. hỏi rụp phim của lo mó cái nhà ra cái tham miền ở bên kia bà hỏi thì chắc cái nơi chân ở ấy chắc á rồi cô nơi Chà. thả rồi mà chân tới mà rồi tịch xa chân tới đi cái nơi sọc mai thì bà cứ còn tay lan bạc cụt nữa á nhưng mới nhưng mà đi Arsenal đã là và hai chia quạt thẹt bài tới thẹt Chạy cho lọc lù chà mà cái lốc này mà ai chẳng nâng vừa cái tao lọc mới ai đứng chơi thang lưu chà và hai chia thẹt cho lù đó thẹt cho lù tới chẳng con khang muốn nó phong cho lù tới ba cụ tại vừa rồi chà bà hơi nâng rụp hiệp mùi tiền phong này và khang của chạy tiền bà cứ rụp hiệp bóng chim mà tố bà xong mà chạy rụp hiệp bóng chim mà tố thì bà thà rụp hiệp bóng chim mà tố quá và khơi cái nhà đây chẳng á chà quạt chi chi xe plung lịch lịch thức đo thêm cổ và tại bà là nẹ rung nằm nái được chân nóng quạt chui crew và chui lược một tàu tàu ta tình yêu tham một tàu nóng ta lịch vay nóng đang là tình yêu vô tới đỏ hồng sinh cho nhỏ hỏi cha bà ní vừa dây không rít thì phần bình dưỡng được không ông thay nịp phòng lại bà còn là thay nóng cư còn ta nhận lên phần cùng Facebook nóng cư còn một học tại tự lập hiệp năng nghệ tự lập hiệp tạm lời bà cứ tự lập hơi đã dừng đang thay dương mà ai bật tu từ rồi thảo ba gồm bật tu từ cái xuống xa thiên nạc ca bán này bạn đi còn đại chiếc chiếc bò miền muối lượng lang đa là bà premium được trong Facebook quạt mà họ tôi ca chạy ở đây to to cái này bà đa là bay trong thay nhé nhà đây chân à bà lấy không được tiền đi sạp chiếc xe nó cứ plug đa lịch lang nó cứ plug hay plug pipon buồn Chà. bà hay năng plug cam chiếc cám cố Chà, xong play Campuchia bà ta gọi là lịch lang một phần nó cứ plug pipon buồn tại đó mà cái thà khai chi bằng thay và ở cơn phòng này nick chia phòng miền bắc thắm xong rồi cái này xong rồi bộ phòng miền tây phòng bị chặt vừa là tập lịch trắng trong số quạt bạc bó bạc chặt cháy công chi kèm bị và bị chặt lẹ đu tới đuôi bông phòng mình nhớ Chà. và lẹ lịch đó trong cò bạc còn của bạc xong màu bên này bà ở cơn trả lời dương châu phòng miền nào cầm phòng tại này phòng đá bà tẹt tôn tình đồng tập lịch lời đây và bắt tay được hàng cầm phòng spur tay tập lịch lời này mình mến bà cả này hay tháp Akasthiet rồi bên nào mà bị Akasthiet thì bà Chà. bữa ta mới đăng kiểm rót tha tật lịch không được đời cao là không khung sầm bồ nó cứ ở dạng với pi cho nam hơi bà Ồ, chà rây tình cứ yêu ở nông khinh bánh. lên chặt khinh rõ Chà rây tình yêu nông bánh tớ tình miên ca lệch lộng lưu. Trâm bà tại thằng ngày này tê con tia tớ tự chạy hai là thằng ê ngày này. Bật tay đi khai nhiên cặp vùng spứ bì cho nam hào bà chà. trong dây than nơi đi không phí bờ sân dịp liên lịch đã bà thấy lịch hay sọ Chà, chà. bà bà thấy trong buôn nơi kháng khai tập phong sư không và sân được không khung sầm bồn với cư rồi dạ phê phí chân nam hỏi tập nắng việc chạy sọ tê hỏi thua hỏi tập nắng việc sọi bà Chà. đòi xa tái rập quan lưu đo miên bạch chạy cái tiền rập bò bà luộc sơ lì lìm mà hay sơ lì lùm bà sơ lì lùm thua ở nhà thố khai nhu nhớt mình hiền có ọ bà chạy quạt
ធម្មតាទេកញ្ញារចនាបាទឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់ជាមួយប្រិមិត្តបន្តិចមើលបាទរឿងទឹកលិចបណ្ដាស្រករហូតខ្លាយទៅជាទឹកស្អុយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងឃុំសម្បោស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកធានអឹមក៏បានផ្សាយចំនួន3ដងរួចមកហើយអបាទមែនគឺតាំងពីឆ្នាំទៅមកហើយនោះបាទតាកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិព្រៃគុយកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅលើម្ចាស់ការ៉ាសាំងពេលាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះសូវលីលឹមដែលល្បីថាជាបុគ្គលមានខ្នងក្រាស់មិនខ្លាចច្បាប់អូបាទហ៊ានចាក់ដីបំពេញលើចំណីផ្លូវនិងមិនព្រមដាក់លូតាមបែបបច្ចេកទេសទេធ្វើឲ្យស្ទះទឹកវល់ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រែស្រូវចំការនិងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះបាទអញ្ញាធោហាក់ដូចជាស្ពឹកគូតកម្រើកមិនកើតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការក្តៅក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តនិងកាន់តែគ្មានទំនុកចិត្តលើអញ្ញាធោមូលដ្ឋាននោះឡើយព្រោះគណៈដែលពួកគាត់កំពុងមានបញ្ហានិងរត់ទៅរកជួយអន្តរាគមន៍តែបែរជាមិនអើពើនិងព្យាយាមរក្សាការសម្ងាត់ទៅវិញអេបាទមិនចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខំទៅរកគាត់ទៅរក្សាការសម្ងាត់ចឹងមានន័យថាមានរឿងពិសេសហើយបាទអត់តាជាធម្មតាគឺមេឃុំមេស្រុកគឺជាអាញាហៅថាអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនជាបរិវត្តហើយបាទបែរជាគាត់យកទុកលំបាកនឹងទៅប្រាប់បែរគាត់ថាលាក់ទុកជាការសម្ងាត់បាទចម្លែកដែរបាទហើយគួររំលឹកថាទីតាំងការសាំងតេឡាដែលស្ថិតនៅក្នុងភីបាទក្នុងភូមិព្រៃគុយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4មានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនជាប្រវត្តិយ៉ាងខ្លាំងដោយសារម្ចាស់ការ៉ាសាំងរូបនេះបាទឈ្មោះសូវលីលឹមមានខ្នងនោះបានដាក់លូខុសបច្ចេកទេសតាមទំនឿចិត្តហើយកន្លងមកបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅកាយដីនិងយកថ្មដាក់មាត់លូធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ជន់លិចរាប់ខែហើយនោះស្ទះចាល់คล้ายទៅជាបាទទឹកពណ៌ខ្មៅធំក្លិនស្អុយពេញភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកស្អុយនេះបានហូរចូលស្រែលិចស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗបាទរឿងនេះយើងនិយាយពីកន្លងទៅកន្លងទៅហ្នឹងគឺគាត់មកយកដុំថ្មយកស្អីហ្នឹងទៅដាក់បាំងបិទលួបាទអញ្ចឹងដល់ធ្វើឲ្យអាកាណាភ្លៀងមកវាជន់លិចវាអត់ហូរតាមលួវាចាស្ទះហូរទៅស្រែចម្ការបងប្អូនជាប្រវត្តិណោះចា៎បាទបាទមិញយើងដល់កលមកជាប្រវត្តិក៏ធ្លាប់ស្នើទៅលោកអភិបាលស្រុកសំរោងតងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដែរហើយលោកបានឆ្លើយថាចាំលោកឲ្យមន្ត្រីឃុំចុះពិនិត្យមើលតែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋពំដាល់តាន់ឃើញអាជ្ញាធរណាអែតមើលអែតមកមើលទីតាំងនេះឡើយធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់ជំនឿទៅនៅអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងហើយជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះបាទផ្លូវនៅមុខខ្លោងទ្វារវត្តអង្គខ្មៅដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ3132ចាប់ពីរោងចក្រសាបរីណាដល់ខ្លោងទ្វារវត្តអង្គខ្មៅឃុំសំបោស្រុកសំណងតូងកំពុងតែរងការខូចខាតយ៉ាងបំណំដោយសារប្រព័ន្ធលូដ៏មានបច្ចេកទេសរបស់លោកសូវលីលឹមដាក់ខ្ពស់ពីនីវ៉ូទឹកបាទដាក់ខ្ពស់ពីនីវ៉ូទឹកហ្នឹងមានន័យថាគាត់ដាក់ខាងលើផុតពីទឹកហ៎បាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់យកអីវិញបើគាត់ដាក់ឲ្យហូរទឹកហ្នឹងហើយជាដាក់សម្រាប់ក្តាមវាឡើងកញ្ញារចនាបាទហើយនឹងគួបផ្សំនឹងរថបាទរថយន្តដឹកដីរបស់លោកជារវត្តដែលកន្លងមកបានដឹកជញ្ជូនយ៉ាងកឹកកក្រេងរហូតដល់ផ្លូវមួយនេះคล้ายជាកូនស្ទឹងទៅហើយទើបបញ្ឈប់សកម្មភាពខ្លួនដោយពុំមានការជួសជុលឡើងវិញឡើយទុកឲ្យរដ្ឋជាអ្នកធ្វើទៅចោះអូយ៉ាងណែបាទជាធម្មតាគឺគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដឹកបាទដឹកជញ្ជូនដីបាទមិនបាច់ចាំថាក្រុមហ៊ុនណាទេឲ្យតែគាត់ធ្វើការអាជីវកម្មផ្នែកហ្នឹងបើសិនជាបាទផ្លូវដែលគាត់ដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបាទតាមដងផ្លូវហ្នឹងមានការខូចខាតពេលដែលគាត់ចប់បាទចប់កងត្រាឬក៏គាត់បញ្ឈប់អាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែធ្វើជួសជុលឡើងវិញបាទប៉ុន្តែនេះគឺគាត់ធ្វើចប់ហើយដោយសារខូចខាតហើយហើយគាត់ត្រូវចប់ផងអញ្ចឹងគាត់បាទទុកចោលឲ្យរត់ធ្វើទៅបាទព្រោះអីមួយប្រហែលជាគាត់ទិញចប់កងត្រាទិញច្បាប់ទិញអីហ្នឹងវាអស់ច្រើនអស់ថ្ងៃដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃណាមួយពុំខានបើសិនជាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធទុកចោលរបៀបនេះមិនអើពើដោយសារលូអសោកអីបើកគម្របហើយបច្ចុប្បន្នទឹកលិចព្រៀបមើលមកឃើញផ្លូវនោះឡើយបាទកាន់តែ
chia bánh hà hào của chia cáp rượu rong bong bong chia rọt mệt tên hỏi cái nhà đại chân át thầm đá lùa so ấy đằng sau ấy cùng miền cầm rộp và một tay bà sân chia ba cầm rộp cho bà cầm rộp cháo hai bà sân tật lịch riêng chăng ạ à? Chăng ai mưa lưu khơi nhọn ở khơi tay dương cái lấy mưa sẽ cam phiệp bà dương tổ lọc màu nơi đi thịnh phong pinh mà tì vinh bà khám cháy tê bà đi thịnh phong pinh ở cái này đã bóng phòng nè quạt chi mà tôi thẹt lưu bà thẹt lưu nó cái đòi xa gì đòi xa tay tật lịch mưa ở khơi lưu bà hai bà hai chơi lưu nó cứ bà cầm rộp chào đại bà nó chẳng đã tất phụt bà phụt chẳng ní xâm nàng ấy bà là mời đi tha miền bà cùng bà chui hai mùi tiết có chìm nụ bỏ cho bà dân chìm nụ sợi đưa cô tham nụ miền tây phù bà sợi miền tây phù tây giang nào bà bà ní khi chìa bánh hà lỡ dương tự lọc từ kháng cập phong sư bình cái nhà đại chân áo vô giang nào đại lưu này bà chắc hình thà nhà thô của tài bạc này bạc chấm mong 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 tại sao anh đừng miên rương nơi bị cào nòng năng chỉ đừng sầm ngặt nam muối để thôi quạt mình anh như vậy bán rừng mùi cỏ giằng nè cái nhà đây chân anh gì trong chậm lớn đi nhom lủng lưng tít ca cho cào nòng tới phải chia mặt chân nam muốn đấy chân mặt chân muốn cứ đôi chiếc tông khai đập pi chân bị quan đập muối dưỡng có thua sông ca bằng phứ pi lục mi phom ba lục mi phom bảy coi chung mua lục chay phom ba lư lư cả rồi này đi đá và tay lục tham rừng năng chỉ rương tôi ta đi bà rương đa tập lịch hôm lịch ấy đó và rương tôi ta chứ từ chỗ tuột bơi ấy thế mà giang này cho bơi sân chia đấy và hai chia tập con mình nơi tè con mình nơi lại nắng á tay chưa tha bơi sân chia quạt tè quạt mình một đồng nặng ta có mẹ rom nhỏ mà con ăn dây biển nặng bàn rồi bà và hai chị một mai chị tóc lộng bạ rồi bỏ lộp bu mai phum lộp bu mai không tê bàn tay vía chị tóc lộng bạ rồi thua ngơ sản phẩm bò ổn chị bò rạt để luôn nơi chung mình đập bàn luôn để thôi đầm ná tới mơ cho bà sân kia ổn ổn đây kia sạch sạch lá tôi tốt nên khi em sống máy mới cọt lộng bạ bên tên nó cá thôi đầm ná lộc sơn ạ nhưng mình phải viên bàn tay nên trong cái thang cua tại phơi ca đà làng vinh đưa môi cò thôi chẳng na chặt chân nạt ca từ lờ bánh hàn đi ở bàn lươn một phát bà vây đà thiên âm an sai ní cứ tăng ngày đăng tiết được chia lược thì buồn ấy bà lược thì buồn ấy bà đôi chia hạ đôi chia mình biên phiệp rộp sạp đó là nhà thô rồi đôi chia đó mà chả là sáng nó sọc dương của mình tăng tha vì dạng mới đây bà có hai chiếc một bì cạp xài dương nóng chia cạp xài chung nộng nâng chia cạp xài xa bờ quạt khớ những quạt mà cô mình thấy bà con mình khó bà xài mất xài tức bà hai chia bà buồn mưa tức nó quạt cả đá thông này bà hỏi cô quạt cô tài miên bị trả nạn nhiên mùi tháng mưa này bà rụp hiệp tập trả lịch cho nghe bà đây xài đây xa bà quan lưu mà khai chạy tiền đã do rụp hiệp ở quan lưu đã quạt cơ lô mô bà cơ lô mô đã quạt ao con trai quạt đã rụp hiệp đã quạt con trai quạt đã thơ mô quạt thơ mô băng ở quan lưu bà nì bà cứ rụp đã cua rụp bông qua bây tông cứ lục sơ lì lầm đã quạt bằng chi ao con trai quạt đã đồng thơ mô băng của quan lưu bà hai của quan lưu nó của quan lưu qua tiền bà chân xua ta ta quạt miên bùm nông ở vậy quạt cực thả bà sân chia tực lịch màu kháng chúng bờ sân chia con mình đặt bàn chúng chúng cả lại nhờ lại cả đặt sang thì sang cả đặt sang con để tiền nó chúng mừng lịch chúng bờ con đặt bàn lưu nó lưu một con lưu nó chúng lịch tiệc mà tiệc rồi lịch tiệc chia vào quạt cái bài nó lịch sổ khác cứ ti tàng quạt ổn định bà ní dương cái thà chia chấm nói mũi là quạt cực bàn nồng bà hơi cần lô mốc anh a thô một tua pi miên chia vào quạt chia vào quạt 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 rồi u rồi toàn bà quạt từ đầu riêng hơi ban sna tờ nhà thô quạt cù một đây một hơi quạt cù ao bị chia cầm láng độ thô lòng chảy và độ thô độ ấy sầm nay ấy chảy pi con lưu nâng và tái nơi tem mình miền bờ sạt tiếp mình ai tục cắt ao tập nó hô tam hai việc ba này đời sài
đời xa tay một con lưu đài lô sơn lâm đạn nắng hai thà pua pini vô tật bà pua pini vô tật mình đây thà lưu nắng đặt hoạt vì tật mà trong mình đây thà tật nắng bia bờ sân chia bia lịch bà bia lịch hoạt đò rồi một lưu đấy vì hồ bàn hồ bàn thì tay là pua bia hồ hoạt vì ở một lưu trong bên nơi đấy miền tật bà nơi miền là tật chia cho tiệp không chia vào đất đảng bà trong dương trong ao bông bông chia vào จานาต่างคนนี้เหมือนท่าท้าโกมนองระบบโลกเซอร์ดิลิมนะกวาดทัวร์แบบนี้มีมนองไปบ่ามีมนองบ่มราแต่พอไปจ่ายระบบกวาดหรือโกยังไงบ่าบ่าสัญเชียกวาดท้าเอ้บ่าท้าโจรเทือบปวนรู้ทัวร์อิสอาดมีนไปใจกันเต้เอาอย่าโดยท่าดำใบกวาดเยี่ยเนี่ยมีนหมกหมวดเจียมจักรสร้างดอเมียนทรมีนคลองทรมีนสายสกอลเนี่ยทอมสลับจังจังกูจะช่วยสังคมผมราสังคมบ่าเคยมีปัญหาจังเฮ้ยกวาดกูท่าลูนี่กูจะกลายดำเรื่อยไรวุ่นบ่ากูด่าเอาเยี่ยมีนตักจรณาตักโคเจนอย่างอ๊อฟก็มอยลึกโดนหยาบเปลือยปีชนามเฮ้ยนั่งบ่าตักหยาบปีชนามเฮ้ยจังตักดาวเวอร์สโตรดาวเวอร์ดอกเลยนั่งวิสไอบาร์เนี่ยบ่าวิสไอขมายบาร์เนี่ยทุ่มคลันแจคลันอ่ะซอยโดนเจ็บรอดได้รู้กบานนั่งบ่านี่เจ็บปัญหาแต่กาบทรายปีเทียนอัมไทยนี่คือเชียร์การสายเลือกติบูนไทยจมเรียบดำนั่งตะการนะไม่พุ่มไม่คมหายเชียร์ละปูไม่คมเลือกติปรามได้ไหมเลยไม่พุ่มไม่คมเหมือนเฟอร์กาเปอร์เทียบเชียงเถียนอ้ำก็สมสมน้องปอแต่ตอนหลอกอภิบาลไข่ตรีมวยกอหลอกอภิบาลสก๊อตเมตาเธอจมนัดกาดำใบช่วยเนื้อสก๊อตระบักบอฟออนประเชียร์ปูรัดจะเนื้อไข่กระปงสปื้อจ้าบ้าเตี่ยโตตนงลวกบาคัดกัญญาราชนาเยอะก็ทลวบจูนนงดอลวกบาคัดพงได้บ้างคือดอลบาคัดก็ทลวบกอดทลทาเรือนังก็กอดนังจัดกำลังเอาจอมือตัวเป็นมือตาจังบัดใต้ทลทาการจัดกำลังนั้นคือตามดังบงบอลเกี่ยวรถคืออดเคยดิอดเคยหมกมือดิบ่าจ้าปะไฮจีระบุบานจัดกำลังให้หรือมวยกอเหมือนตอนระบุไปอัดตอนมีชุดนัดการทะเลปัญหานี่หรือมวยกอจัดกำลังให้กำลังแต่ขากรองนั้นบัดเตรมนาเตยหงเวงเพลเตรมนาสมถนัดนอมคายหรือมวยกอถนัดนอมสระบิตาตรวจปีนัดในสกังเพียบในยุคบานบัญชีเตยนะจ้าบ่าตามดังแผงเงียทินอำเนอพงศ์สุขทาทลอบจูนน้ำนังเตยไอดองวีสำนางบ่าแขกพงศ์สุขบ่าไอ้ดอมกับน้องกอดทานนั่งจัดกำลังเอาไอ้หมกจบนั่นมือบ่าปัตย์เอาไว้ดากวยกอดสกอนก็คืออดเคยดีจังมันดังท่าบ่าอยู่กันเลยมองมาจักกระสังลูกเซรีลุ่มนั่งมันดังท่ากอดมีหนองนัดคลังพนาตีโฮดอทนะสมบัติอย่างเงี้ยโทรคุมพุ่มกูมันเฮียนปากกอดได้คือคืนก่อนลืมชุ่มคลังยืดหมอนบ่าให้มือสมบัติรูปเพียบเนี่ยบ่ารูปเพียบดากอดเห็นเชี่ยวกองใจกอดกระลองมองดักดมทัวบัดรู้นะบ่าเยอะกระทาคือมันซ้อมกอดใบซอมันซ้อมท่าประพฤติตรงเวอร์แบบนั้นซอบ่านี่ยืงรอนได้จีซาปองเมียนยืงผมเมียนเสร็จนงการหรือคนกอดตีบัดใต้กระทาสมัยบงปองจานาเตอร์รูปเพียบต่างต่อขณีตาตากอดดักทัวบ่าบัดปอนรู้นั่งกลุ่มนองใบบ่าจังยังนักท่าตาชื่อบ่มนองหรือกูบ่มนองมันหล่อบ่ากอดเทือลูห้อยบ่าดาวคือท่าลูนั่งลูกอดแต่ละเบื้อบ่าจ่อหายไว้บานเทือห้อยจำดาวดมทมอบัดเถยช่างงอรัดกันยาได้จีน่ะแต่กอดอัดมีนตัดบ่อหงแจงน้าลูกเรื่องบัดบัดดูมวยกอดเชียอย่างนั้นบ่าบ่าคนเคยท่ายูกูมันดังยังไม่ได้ตาตรมจุนน้ำห้อยจีเลือกตีบุ้นห้อยสังคมท่าเทียนอ้ำหนึ่งมันสายลูกสลิลมจิลึกจิปรามดีบ่าสังคมท่าลูกนึงใจตรึรือวิจารณาลูกนไอ้เฮ้ยนึงรบที่ดอสไรบ่าที่ดอสไรอย่างน้าก็เอาเมียนกากระดากระหายดอกบัวบุญวิเชียรรอดเฮ้ยอย่างน้าอันยาโทเปียป้อนกูแต่สหกาบ่าพวกกาสหกาพวกกาดอสไรเมื่อก็เอาบัวบุญเชียรรอดก็เราตัวนี้อยากฟื้นปีชนะเอาเดียร์อันยาโทก่อนมันเฮียนปากปอยซอก็ยังงุ่มตั้งท่าวียังไม่ได้ไรนั่งสร้างประหารเชียร์ถนัดนักนอนนะคะขัดกับโปงสปูครบจอนถนัดอัดบานแต่ตัวดมนังไปเทียนอ้ําหรือก็อย่างไรจ้ะเบอร์ตามเอาดังเพียงเงี้ยท่านี่ตาทั่วบ่าสเพียรลงมีพรมเนี่ยบ่าลงพรมเปรย์กุยเนาะก็ทางจะเรื่องตัวตายว่าเบอร์เหมือนเตะหรือบอกก่อนนั่งผมมันจะเรื่องตัวตายจ้ะโดยเฉพาะเหรอสมน้องปอจะไปเมื่อตัวเตะเสร็จจนได้กำปองตามนานเทียนอ้ําส่งไปตาช่วยแชร์วิดีโอนี้
ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ស្ពឺផងយើងแชร์ដល់ដល់សេរីទៅនៅពេលនោះប្រហែលជាគាត់បានឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការសំណូមពររបស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាពិសេសពីស្ថានីយ៍ធានអំតែម្ដងចា៎បាទអត់យកចូលព័ត៌មានថ្មីតែម្ដងទៅកញ្ញារចនាបាទចាព័ត៌មានបន្ទាប់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺចាចូលទៅកាន់ព័ត៌មានខេត្តព្រះសីហនុវិញម្ដងរថយន្តដឹកប្រេងក្រុមហ៊ុនសូគីមិចមួយគ្រឿងឆេះកណ្ដាលផ្លូវនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរថយន្តដឹកប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនសូគីមិចមួយគ្រឿងបានឆេះសន្ធោសន្ធៅបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅចាទួលអូកំបុតខាងកើតស្ពានទឹកសាបនិងក្នុងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុមកតាមសមត្ថកិច្ចមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យឆេះនេះគឺមកពីរថយន្តនោះបែកកង់មកហើយអ្នកបើកបរបានព្យាយាមបើកអែបចូលទៅខាងក៏ប្រឡាក់ស៊ីតែនគូផ្សំកង់ដែលបែកកកិតជាមួយថ្នល់បែកការភ្លើងឆាប់ឆេះតែម្ដងភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានបានរហ័សទាន់ហេតុការណ៍រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុរួមជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានចេញធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាពន្លត់បានទាំងស្រុងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជួនអរិនចាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបានពន្លត់អស់ទាំងស្រុងដោយប្រើទឹកអស់ចំនួន7លានហើយមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយចាស់ឃើញថាវាជារឿងមួយសារការជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលផងដែរចាសំណាងមែនតើអត់មានបាទប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4ទេចាបាទអរគុណច្រើនមើលករណីរឿងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងគេថាមួយរយៈហ្នឹងគួរមានករណីអគ្គិភ័យឬក៏ករណីឆេះតាមផ្លូវគួរសមដែរបាទប្រហែលកាលដើមខែនោះគឺនៅខាងកំពង់ស្ពឺចាបាទខាងកំពង់ស្ពឺគឺរថយន្តដឹកប្រេងរបស់តេឡាបាទក្លាប់ទៅហូរព្រេងទៅហើយក៏មានបងប្អូនជាប្រវត្តិមួយចំនួនឃើញព្រេងហូរខ្លាំងស្រ័យនាំគ្នាយកកានយកធុងពេត្រូទៅដួសຕົកបាទនឹងគឺជាសារមួយគឺសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទគឺមិនល្អទេបាទដោយសារតែកន្លងមកបាទដូចជានៅខាងបាទដូចជានៅទីឥណ្ឌាខ្ញុំចង់ផ្លេចហើយទីឥណ្ឌាគឺកាលនៃរថយន្តដឹកព្រេងនេះណាទៅពេលក្លាប់ចឹងដូចថាជាប្រវត្តិឥណ្ឌាហ្នឹងបាននាំគ្នាទៅដួសព្រេងហើយស្របពេលនោះគុំអគីភ័យឆាប់ឆេះស្លាប់រាប់រយនាក់ផងណាបាទនេះគឺជាសារមួយគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅខាងសូគីមិចគ្រាន់តែជាឆេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអន្តរាគមន៍តាន់ពេលអញ្ចឹងมันមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេតែក៏សូមឲ្យបងប្អូនរួមដំណើរហ្នឹងសូមឲ្យមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាមានករណីរថយន្តដឹកព្រីងក្លាប់អីចឹងហើយសូមជឿឆ្ងាយបាទព្រោះអីកាលណាក្លាប់គឺវាមានករណីអាចឆេះអាចផ្ទុះបានបាទជាសារមួយពីខាងខេត្តខាងណាខេត្តសិង្ហបុរីខេត្តសិង្ហបុរីចាតែទោះជាសារនេះมันមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដំណើរទេចាក៏សំណូមពរដល់ខាងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អ្នកបើកបរណាលោកស្រុនបាទមុនពេលចេញឡានឬមួយក៏ចេញឡានប្រេងហ្នឹងសូមចាប់ជួយពិនិត្យចាជនបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងកង់តាក់ទងជាមួយនឹងកាអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរចុះបើសិនជាលើកនេះបាយកង់ទៅហើយគាត់កំពុងតែបើកលឿនខ្លាំងអាចក្លាប់ឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងទៅវាជារឿងហេតុមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើចា៎បាទយើងមើលខមមិនតិចបាទលោកអេខនើគាត់ថាគាត់ដាក់លូសម្រាប់បង្ហូខ្ជិលបាទបង្ហូខ្ជិលមិនមែនបង្ហូទឹកទេបាទគាត់ខមមិនទៅលើរឿងបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទតកតទៅនឹងម្ចាស់ក្រសាំងលោកសៃលីលឹមហើយលោកបាទគៀហៀងរវត្តក៏គាត់បាទបន្ថែមតែមួយដែរថាគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់គិតពីប្រយោជន៍រួមសោះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជារដ្ឋបាទគាត់ស្ដាប់តែយុបល់បាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅនៅខាងសេនុវិញបាទតកតងសេនុដែរបាទជាប្រវត្តិខេត្តប្រសេនុសំដែងការអបអរសាទរចំពោះអាដាមយុនមីនបន្ទាប់ពីឃើញការដឹកនាំរបស់អាដាមរយៈពេល2ឆ្នាំសោះធ្វើឲ្យខេត្តប្រសេនុមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺថាធម្មតាថាដំណំរបស់គាត់បើតាមកោយដឹងពីវិជ្ជារដ្ឋគាត់ឃើញថាល្អបាទគាត់សង្កេតមើលសកម្មភាពល្អគាត់សាទរហើយធានហ្នឹងគួរយកមកផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងបាទសាទរអំណរអគុណផងដែរបាទ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជលឃើញស្រដៀងគ្នាថាអេដាមយុនមីនចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបេសិនុមកត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូតសម្ដែងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងភ្ញៀវទេសចរមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តនិងជាពិសេសពលរដ្ឋខេត្តបេសិនុតែម្ដងការគ្រប់គ្រងនេះដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកនេះមានភាពទន់ភ្លន់ច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាសទាំងអស់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរហើយអ្វីពិសេសជាងទៀតនោះបាទនេះអ្វីពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺអេដាមយុនមីនពូកែខាងអូទាញអ្នកវិនិយោគនានាឲ្យចូលមកបណ្ដាក់ទុននៅខេត្តបេសិនុនេះឯងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេមើលឃើញថាសកម្មភាពវិនិយោគជាច្រើនបានធ្វើឲ្យខេត្តបេសិនុកំពុងតែរីកចម្រើនប្រែមុខប្រែមាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈកាល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញអភិបាលខេត្តវិសេនុមានការកែតម្រង់ខ្លះទៀតជាពិសេសចាត់វិធានការក្តៅចំពោះមន្ត្រីអសកម្មមួយចំនួនតូចដែលមិនព្រមកែខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរទុយទៅវិញនៅតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អេដាមអភិបាលខេត្តធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបាទលោកអវ័យដែលគាត់ខិតខំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីអ្នកខេត្តបេសីនុយើងទាំងអស់គ្នាហើយអេដាមក៏តែងរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអាវាសទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាគិតរួមបាទរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវដើម្បីអភិបាលបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តបេសីនុឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតហើយត្រូវខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានបំពេញការងារបានត្រឹមត្រូវត្រូវចេះកែលម្អខ្លួនឡើងវិញអេដាមយុនមីនប្រឡូយពាក្យថាចំពោះមន្ត្រីអសកម្មមួយចំនួនតូចបើនៅតែមិនកែខ្លួនទេអាចនឹងត្រូវពិនិត្យទូនីតិភារកិច្ចឡើងវិញគួររំលឹកថាការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះគ្រាដាលអេដាមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមពិធីបន់ប្រការរបស់ទីក្រុងកូរីបាទកូរី Customer Festival 2017បាទកាលពីថ្ងៃទី21ដល់25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អេដាមអភិបាលក៏បានអំពាវនាវថែមទៀតដល់អ្នកវិនិយោគកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅខេត្តបេសីនុក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីទាំងពីរក្រុងបេសីនុនិងក្រុងកូរីបានជួបពិភាក្សាអំពីការបង្កើតចំណងសម្ព័ន្ធមិត្តភាពរវាងខេត្តបេសីនុនិងទីក្រុងកូរីជាលទ្ធផលភាគីទាំងពីរបានឈានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុស្ដីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តក្រុងទាំងពីរនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរួមមានលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទេសចរអប់រំកីឡាផងដែរបាទកញ្ញារចនាមានកត់សម្គាល់ថាអេដាមយុនមីនគឺបោះលបីបោះសម្លេងដោយសាររឿយគេដឹងទេតង្វើល្អនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យខេត្តបេសីនុទាំងមូលមានការរីកចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែពោលសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ដែរដូច្នេះហើយឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ណាស់លោកចន្ទបាសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើល្អគាត់សរសើរហើយចាស់គាត់មិនដែលនិយាយថាអូថ្នាក់ដឹកនាំអាក្រក់ណាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើល្អទេចាស់បាទត្រូវហើយកញ្ញារចនាធម្មនាថ្នាក់ដឹកនាំបាសិនជាគាត់ធ្វើល្អគឺជាការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គ្មានសកម្មភាពណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់គ្មានការគ្រប់គ្រងហើយធានអមធ្វើការផ្សាយគឺផ្សាយជាការពិតបាទបើសិនជាអេដាមគឺជាល្បីមានឈ្មោះបោះសម្លេងមានការគ្រប់គ្រងពេញលំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលធានអមផ្សាយទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើសិនជាថាដឹកនាំមួយចំនួនគាត់មិនមានសកម្មភាពអីផងប៉ុន្តែបើសិនជាធានអមផ្សាយថាអូអេដាមល្អណាស់ចឹងជាប្រវត្តិគាត់លឺគាត់ថាឯអេដាមហ្នឹងនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំតាគាត់គ្រប់គ្រងនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញមានធ្វើអីផងអញ្ចឹងគាត់រីកគុណវិញគាត់ចេះតែផ្សាយមិនពិតបាទហើយចំពោះអេដាមយុនមីនវិញបញ្ញារចនានៅចាំទេថាខេត្តផ្សេងនោះបញ្ហាដំបងដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃខ្លាំងបំផុតបញ្ហាអីគេទំនាស់ដីធ្លីនៅខាងតំបន់ក្បាលឆាយចាបាទមែនតែនហើយក៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាបាទគឺមិនត្រឹមតែតំណោះដីធ្លីនៅតំបន់កបាឆាយគឺភាគច្រើននៅបសេនុបាទតំបន់គេហៅថាតំបន់សំខាន់គឺបញ្ហាតំណោះដីធ្លីហ្មងដល់ធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិរងទុកបាទត្រក់ទឹកភ្នែកវេទនាបាទប៉ុន្តែត្រឹមតែអេដាមដូចជាកាលកណ្ដាលនៃក្រុមរយៈពេល2ឆ្នាំផ្សោះ
thua ở khai phát sinh lúc một mọt thầm ấy. Và đôi xa chếp sẽ cứ bảy nhà hạt đấy thì nâng khi thà ai đóm quạt miền nằm nó xài bàn giang lộ và xa chung chung phù chìa vào đoạn. Chẳng hỏi thua ở chìa vào đoạn quạt quạt trô giang khăn. Hồi nâng lời nâng quạt chập tiện tiên bà tiện tiên bình dục tôn bí kà rào tế bó tế mô khai phát sinh lộ tiền. Và hồi thiên ấm của quạt trô của ô xa tô phong ná nâng xin nạp đáy. Và hồi nâng thà cứ thà kết tình niêm và kết tình niêm rồi bỏ hãy đoạn phong ná. Bà ở cùng chân anh phong đá kênh nhà ra chân nào.